lộ dữ liệu 50 triệu tài khoản người dùng Việt Nam. Theo TechCrunch, một máy chủ chứa dữ liệu của hơn 419 triệu hồ sơ người dùng Facebook trên toàn thế giới bị dò dỉ trên mạng. Trong số này có 133 triệu người dùng Mỹ, 18 triệu người dùng Anh và hơn 50 triệu người dùng Việt Nam. Điều đáng nói là dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ này không được bảo vệ bằng mật khẩu. Mỗi hồ sơ chứa một ID người dùng Facebook và số điện thoại được liên kết với tài khoản. Theo người phát ngôn của Facebook, tệp dữ liệu này đã được gỡ xuống và vẫn chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các tài khoản Facebook bị xâm phạm. Theo Facebook, lượng dữ liệu bị dò dỉ chỉ bằng một nửa những gì được công bố do chúng có chứa các thông tin trùng lập. Nói thêm về các dữ liệu bị dò dỉ, Facebook xác nhận một phần lớn tệp dữ liệu chứa trong các tập tin này bị trùng lập. Do vậy, số dữ liệu thực tế bị dò dỉ chỉ bằng một nửa so với những gì mà TechCrunch công bố trước đó vào tháng 4 năm 2018. Facebook đã tắt tính năng tìm bạn bè bằng số điện thoại do phát hiện một số kẻ xấu đã lạm dụng tính năng này với quy mô và tính chất tinh vi của hành vi trên thông tin từ hồ sơ công khai của người dùng Facebook có thể đã bị thu thập trái phép theo cách đó trong một động thái nhằm chấn an người dùng đại diện mạng xã hội này cho biết kể từ thời điểm cuối năm ngoài Facebook đã thực hiện các thay đổi đối với nền tảng của mình để giảm rủi ro bị thu thập dữ liệu